1862 triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Túc cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. 1867 thực dân Pháp tiến đánh ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Ngày 20 tháng 11 năm 1873 thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. 1874 triều đình Huế ký với thực dân Pháp hiệp ước Giáp Túc thừa nhận Nam Kỳ thuộc Pháp. 1882 thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai. 1884 triều đình Huế ký hòa ước Giáp Thân, Nam Kỳ trở thành thuộc địa Pháp, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ. 1885 đến 1896 phong trào Cần Vương bùng nổ. Thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ, là hai câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện cái khí tiết của con người yêu nước. Nguyễn Đình Chiểu xuất thân trong gia đình có 7 người con, ông là con đầu lòng. Thân phụ là Nguyễn Đình Huy, người làng Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Thân mẫu là bà Trương Thị Thiệt, người làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Năm 1854, Nguyễn Đình Chiểu lập gia đình với Lê Thị Điền, hai người có 7 người con. Những người con của ông bà đã nối nghiệp cha dạy học, sáng tác thơ văn và làm nghề thuốc chữa trị cho dân. Đặc biệt, người con gái thứ năm Nguyễn Thị Khuê, bút hiệu Sương Nguyệt Anh, là nữ chủ bút tờ báo Nữ Giới Chung tại Sài Gòn. Người con thứ bảy Nguyễn Đình Chiêm là tác giả của nhiều vở tuồng thi ca. Cả hai đều có những đóng góp sâu sắc trong những đổi mới văn hóa Việt Nam ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là nền nhà ông Lê Tăng Quýt tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, nơi Nguyễn Đình Chiểu tá túc trong giai đoạn 1859-1862. Bia lưu niệm tại chùa Tôn Thạnh, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ghi dấu Nguyễn Đình Chiểu về dạy học và sáng tác thơ. Bia lưu niệm ghi dấu nơi Nguyễn Đình Chiểu sống trong giai đoạn 1862 đến năm 1888 tại làng An Bình Đông, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, sau này là xã An Đức và nay là thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nhà thờ tổ Hoàng Nguyễn Đình ở tại Huế. Cây phả hệ gia đình Nguyễn Đình Huy. Nguyễn Đình Chiểu là con đầu của Nguyễn Đình Huy và bà Trương Thị Thiệt. Còn có các anh chị em Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Nữ, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Đình Tụ, Nguyễn Đình Tự, Nguyễn Đình Hung. Nguyễn Đình Chiểu và Lê Thị Điền có tất cả 7 người con: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đình Chúc, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Khuê, con trai mất từ bé, Nguyễn Đình Chiêm và Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Đình Ngữ. Trong đó Nguyễn Thị Khuê, Sương Nguyệt Anh và Nguyễn Đình Ngữ, xin lỗi, Nguyễn Đình Chiêm là những người đã nối nghiệp cha. Nguyễn Đình tộc Phổ Ý 1942, gia phả tộc Nguyễn Đình soạn vào năm Bảo Đại thứ 18, hiện được lưu trữ tại từ đường Hoàng Nguyễn Đình tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn Đình tộc Nhất Phái Nhị Chi 1973, tu soạn ngày 8 tháng 9. Rồi, đây chính là cái nhà từ đường của Hoàng Nguyễn Đình. Lê Thị Điền sinh năm 1835, mất năm 1886. Bà sinh ra trong một gia đình có nề nếp gia phong ở làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc, tỉnh Gia Định, nay là xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bà nổi tiếng trong vùng là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa. Pháp đánh gia đình, bà đưa gia đình về Thanh Ba ở chùa Tôn Thạnh. Bà vừa chăm sóc gia đình, vừa giúp Nguyễn Đình Chiểu mở trường dạy học làm thuốc và sáng tác những án thơ, tác phẩm ca ngợi tinh thần yêu nước, cổ vũ nghệ sĩ. Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ rơi vào tay giặc, bà đưa gia đình về Ba Tri. Mọi công việc mưu sinh, chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái, giúp chồng đều đặt lên đôi vai của bà. Sự nghiệp văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu không thể tách rời vai trò của bà Lê Thị Điền. Bà vừa là người vợ, vừa là thư ký. Bà cung cấp thông tin giúp Nguyễn Đình Chiểu nắm bắt và phản ánh hiện thực xã hội trong tác phẩm của mình. Sương Nguyệt Anh đem chuông lên đánh Sài Gòn để cho nữ giới biết con ông đồ. Sinh năm 1864, mất năm 1922. Tượng bằng gốm của Đinh Công Lai năm 2017 ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam năm 2022. Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Khuê, là con gái thứ năm của Nguyễn Đình Chiểu. Bà là một phụ nữ tài hoa nhưng khiêm tốn, dịu dàng, yêu nước, sẵn sàng vì nghĩa lớn. Bà có tư chất thông minh, tài thơ văn và quan tâm đến thời cuộc. Năm 1918, bà làm chủ bút, đồng thời biên tập viên của tờ báo Nữ Giới Chung, tờ báo phụ nữ Việt Nam đầu tiên ở Sài Gòn. Ngoài bút danh Sương Nguyệt Anh, bà còn ký nhiều bút danh khác như Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh. Tên tuổi của Sương Nguyệt Anh được nhắc đến nhiều trên văn đàn công khai ở Nam Kỳ trong những năm đầu thế kỷ 19.
Nguyễn Đình Chiêm sinh năm 1869, mất năm 1935. Nguyễn Đình Chiêm tự Trọng Vĩnh, hiệu Sơn Đẩu, người là con thứ bảy của Nguyễn Đình Chiểu, tinh thông nho học. Ông làm nghề dạy học và nghề thuốc đông y tại quê nhà ở Ba Tri. Người dân quen gọi ông là thầy Bảy Chiêm. Nguyễn Đình Chiêm sáng tác văn chương và dịch thơ. Ông là tác giả các vở tuồng hát bội nổi tiếng như Phấn Trang Lâu và Phong Ba Đình. Hậu vệ Nguyễn Đình Chiểu tại lễ khánh thành bia lưu niệm chiến sĩ Nguyễn Đình Chiểu trong khuôn viên chùa Tôn Thạnh, xã Mỹ Lộc. Con người đã vượt lên số phận, để lại cho trời những sáng tác văn chương tuyệt vời. Nguyễn Đình Chiểu là một điển hình của tấm gương ý chí, nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Thuở nhỏ, Nguyễn Đình Chiểu đã trải qua những biến cố lớn của gia đình. Cha bị mất chức, ông được gửi ăn học ở Huế từ năm 11 tuổi. Ở độ tuổi thanh xuân, mẹ mất, lâm cảnh mù mắt, ông công danh gian dở, hôn thê bội ước. Nguyễn Đình Chiểu vẫn không nản chí. Mãn tang mẹ, ông dạy học làm thuốc giúp người và sáng tác thơ văn. Truyện thơ Lục Vân Tiên ra đời trong hoàn cảnh này. Mắt sáng dạy học đã khó, người mắt mù khó khăn còn vạn lần hơn. Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần. Người thầy giáo đặc biệt. Bị mù đôi mắt, Nguyễn Đình Chiểu vẫn không ngừng học tập và truyền dạy kiến thức. Ông lắng nghe, tự học qua người thân, học thuộc lòng kiến thức y học. Các sách vở thánh hiền với một người bị mù lòa đó là nỗ lực phi thường. Thầy giáo Nguyễn Đình Chiểu dạy bằng trí nhớ thông qua truyền khẩu. Nhiều học trò của thầy Đồ Chiểu đã đỗ đạt giúp đời, trong đó có các người con của ông là Nguyễn Thị Khuê và Nguyễn Đình Chiêm. Học trò ước có 200 người ngồi ra hai hàng tả hữu nghe giảng. Tiên sinh mắt đã mù không còn xem sách được, nhưng mỗi bữa học trò hỏi tới đoạn nào thì tiên sinh giảng đoạn ấy như ngó thấy sách, vì tiên sinh thuộc lòng các sách. Ký ức của bà Mai Quỳnh Hoa 1910-1987, chắc ngoại của Nguyễn Đình Chiểu về cụ khi dạy học, báo Tân Văn năm 1935. Đây là nghiên mực và bút lông. Bút lông bằng gỗ tre thế kỷ 19, hiện vật cùng thời Nguyễn Đình Chiểu đang nằm ở Bảo tàng Bến Tre. Được đưa về đây, đèn dầu gốm thế kỷ 19-20. Đèn dầu gốm được người dân Nam Bộ sử dụng phổ biến để thắp sáng vào thế kỷ 19-20. Bà nội của Nguyễn Đình Chiểu là người rất hiền từ, rất giàu tình cảm, chăm nuôi dạy con trai, con gái rất tỉ mỉ. Bà nội đó tức là bà Lê Thị Điền, là vợ của Nguyễn Đình Chiểu. Đây là một đoạn trong lời kể của Nguyễn Đình Chiêm về bà nội Trương Thị Thiệt. Rồi, xin tạm biệt cả nhà. Nếu có dịp, mời cả nhà đến tham quan khu trưng bày về cụ Nguyễn Đình Chiểu nằm ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, để hiểu thêm về những đóng góp của người cũng như lòng biết ơn của nhân dân Ba Tri Bến Tre nói riêng, nhân dân cả nước nói chung về người của Nguyễn Đình Chiểu.